Đấy, bộ cầu đây là bộ cầu rộng 1,2 m này. Động cơ là 60V 1200W. Đây là phụ kiện phanh dầu của nó này. Đây là bốn quả bánh mình sẽ sử dụng cho chiếc xe này gắn vào cầu. Thì cái bộ lốp này thì có cái thông số là AT20 × 10 − 12 này. Thì cái lốp này nó có đường kính 54, bản rộng là 25 cm, vành 12 inch. Mình vừa gắn xong cái bộ cầu điện này, gắn lên động cơ này, hai bánh béo này. Thì cái bộ cầu này là rộng, chiều cầu rộng là 1,2 m này. Sau khi lắp cái bộ bánh AT20 × 10 − 12 này, thì tổng chiều rộng của nó sẽ là 1,45 m. Phủ bì cầu bánh rộng 1,45 m này. Tiếp theo là bộ nhíp này và phụ kiện nhíp này. Đây là bộ cầu sau khi đã được gắn nhíp lên ạ. Gắn nhíp, gắn bánh này. Theo sẽ là bộ trục trước này. Đều bộ Meyer của trục trước này. Và phụ kiện giảm xóc của bộ trục trước. Mình đang cắt cái ống tiếp 48 này để lối cầu trước này. Đây mình đang thực hiện hàn nối làm bộ cầu trước này. Thì để làm được cái bộ cầu trước này nó đúng kích thước so với bộ cầu sau ấy, thì mình sẽ dùng hai cái thanh
sắt đặt ở phía dưới này, sau đó hàn cái chân vuông góc ấy lên rằng cho nó cố định. Và mình phải hàn ở bộ cầu dưới, lấy cữ ở cầu dưới nhá, sau đó mới nhấc cái cữ này ra, đặt hai cái bánh cầu trước vào rồi mới hàn trục cầu trước. Một bộ cầu trước chế xe 4 bánh này. Đây là cầu trước dạng thẳng nhá. Có hệ thống lái này. Thước lái sẽ gắn vào đây để lái sang hai bên. Còn đây là cầu sau. Mình vừa mới lên bộ khung cho chiếc xe này. Đấy, thì chiếc xe này có chiều rộng là 1m45 và chiều dài là 3m2. Sử dụng hệ thống khung thép sắt 36 ly 9. Bộ thước lái
Chiều cao này là 55 này, thì có để có thể để sàn cao là 70 hoặc 80. Yeah.
Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be. Lên hình em xe chở hàng nhá. Bốn bánh chạy điện này, chở hàng. Công suất 1500W. Thùng dài 1m4, rộng 1m3. Đấy, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Còn một số đây là còn rất nhiều chi tiết nhỏ. Đây là phần khung gầm của chiếc xe này, mình đang ngửa lên để hàn
hết phần gầm cũng như là sơn gầm. Đấy, chiếc xe này thì dài 3m1 và rộng là 1m5, 1m45. Ngửa lên như này thì mình hàn rất là dễ này. Thì chui xuống gầm hàn thì mềm lắm. Về cái phần gầm xe này thì mình sơn một lớp chống rỉ ở dưới này, sau đó lại phủ lên một lớp lót xám. Giới thiệu đến các bạn một chiếc xe chạy điện, chở hàng chạy điện này. Động cơ 60V 1500W. Xe chở hàng này. Có chiều dài xe là 3m1 này. Thùng là rộng 1m3 và dài 1m4. Cao 1m8 đến 2m. Chiếc xe này thì phía trước là sử dụng cầu thẳng này, chạy thụt giảm sóc kết hợp với bộ càng y. Đây là phía trước, mình đang hoàn thiện nốt cái đèn này nữa. Đây là hệ thống vô lăng này, ổ khóa này, chân ga, chân phanh này. Đây, mình đã làm chắn bùn rất là kín và kỹ luôn. Còn đây là phần ghế ngồi này. Ghế ngồi sẽ đặt một miếng đệm ở phía dưới và một miếng đệm giữa lưng. Ở dưới đây là sẽ có phần để pin, để ắc quy này. Đây, lắp rất chắc chắn này. Đây, pin ắc quy mình sẽ để ở đây. Một bộ 4860V 50A. Đây là phía sau. Thùng chở hàng thì mình làm sau, mình sẽ đặt lên sau. Đây là bộ cầu và IC thì mình đang gói ở đây để mình chuẩn bị sơn xe. Phía sau chỗ này là để nắp xi nhan này. Đèn hai và đèn hậu này. Lóc xe này, lóc xe thì mình
dùng cái tip 21 để uốn này làm khung, sau đó dùng tôn làm mái rất chắc chắn. Ở đây mình đang sơn một lớp sơn lót màu xám trước này. Đây. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought up some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to get wake up, today's gonna be a good day. 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 Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts, are poison they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one.